Anh có thật sự là muốn em được vui vẻ không? Hay là anh vui? Xong rồi nè, toàn những món anh thích đó. Dũng. Dạ. Anh ổn chứ? Tôi không sao. Đây có phải là lần đầu tiên vợ anh thể hiện sự không đồng tình với anh không? Có nghĩa là cô ấy luôn đồng tình với những chọn lựa của anh. Tụ tập cho vui thôi. Nếu không cần thiết thì mình mới gặp lại nha. Ý của anh á là anh muốn vợ anh phải khác, có một cuộc sống thiệt là tốt và luôn được hạnh phúc. Chủ nhật quán bờ kè đúng không? Ừ, biết rồi. Thôi ổng không đi đâu. Ừ, à, vậy hen, bye. Dạ. Tối chủ nhật này á, đối tác người Nhật muốn mời hai vợ chồng mình đi ăn. Nhưng mà đối tác này quan trọng lắm, anh cũng muốn giới thiệu vợ anh cho người ta biết nữa. Vậy nha. Cái gì vậy? Wow, ý gì giờ nấu món súp này ngon nè. Tôi thương cô ấy, tôi luôn muốn cô ấy có những thứ tốt nhất, luôn vui vẻ mà không phải lo lắng chuyện gì hết. Vậy thì có cái gì mà không đồng tình với tôi? Hương rất may mắn khi có được một người chồng tốt như anh. Nhưng anh có chắc cô ấy cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ? Nhà mời anh chị. Anh biết hôm nay em có hẹn với bạn nên anh cố tình nói dối em đúng không? À không. À, anh vừa mới thắng thầu lớn nên là anh muốn hai đứa mình hẹn hò nhau. Muốn tạo bất ngờ để cho em vui thôi à? Vui. Ừ. Anh có thật sự là muốn em được vui vẻ không? Hay là anh vui? Từ đó tới giờ em có bao giờ nghĩ tới cảm giác của em chưa? Muốn những thứ tốt nhất cho vợ là sai sao? Nhưng cái anh muốn có chắc là thứ cô ấy cần không? Cô ấy yêu tôi, cô ấy cần tôi, và tôi cũng sẵn sàng á, làm những gì miễn cô ấy vui là được. Nếu sau này anh nhận được đơn ly hôn và điều đó tốt cho cô ấy, anh sẵn sàng chứ? Những chuyện đó rất nhỏ, làm sao mà ly dị được? Hôn nhân là sự lựa chọn tự nguyện của cả hai người. Ai cũng muốn yêu thương và chăm lo cho nhau để tốt hơn. Vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn là do
cả hai không chịu đứng ở vị trí của nhau để hiểu. Mọi chuyện sẽ rất là nhỏ nhặt cho đến khi hậu quả lớn xảy ra. Và tất nhiên lúc đó muốn cứu vãn thì đã quá muộn. Anh hãy suy nghĩ xem, anh vẫn còn muốn mình là người cô ấy muốn ở bên cạnh khi cần hay không?